Chương trình mời quý vị tiếp tục theo dõi phần thông tin châu Á. Thưa quý vị, Samsung vừa nâng dự báo lợi nhuận quý 2 lên mức tăng trưởng là 17% so với năm ngoái. Con số này sẽ giúp cho Samsung vượt mặt đối thủ chính là Apple, vốn đang gặp khó khăn ở thị trường Trung Quốc. Samsung đã có một bước tiến vượt bậc trong cuộc chiến trên thị trường smartphone. Đại gia công nghệ Hàn Quốc này vừa công bố dự báo kết quả kinh doanh quý 2 với lợi nhuận trước thuế tăng 17%, tức là trong quý 2, Samsung dự kiến thu về 7 tỷ đô la lợi nhuận. Doanh thu dự kiến đạt 43 tỷ đô la. Đây có thể coi là kết quả tốt nhất của Samsung trong vòng 2 năm qua, nhờ vào doanh số Galaxy S7. Các nhà quan sát cho biết, trong 3 tháng vừa qua, Samsung đã bán khoảng 16 triệu chiếc Galaxy S7, trong khi doanh số các sản phẩm khác không sánh bằng. Tuy nhiên, nói về smartphone, không thể không nhắc đến Apple. Hãng này đang gặp khó ở thị trường Trung Quốc. Trong quý 2, doanh số iPhone giảm hơn 25%. Apple cho biết nguyên nhân là do tăng trưởng kinh tế quốc gia này chậm tốc, nhưng dường như còn nhiều nguyên nhân hơn thế. Các chuyên gia nhận định, thời hoàng kim của Apple có thể đã qua và Apple cần một sự đột phá mạnh mẽ để vực dậy tăng trưởng doanh thu toàn cầu. Thưa quý vị, cổ phiếu của tập đoàn game Nhật Bản Nintendo đã tăng hơn 10% trong phiên giao dịch ngày hôm nay 8 tháng 7 sau khi game trên nền tảng di động Pokemon Chiyo ra mắt thành công và ngay lập tức tạo thành làn sóng lớn trong cộng đồng người chơi. Vào ngày 6 tháng 7, Nintendo chính thức phát hành Pokemon Go. Trò chơi này nhanh chóng leo lên vị trí ứng dụng được tải về nhiều nhất trên App Store của Apple và được cài đặt vào gần 100.000 thiết bị sử dụng hệ điều hành Android. Hồi năm ngoái, Nintendo đã cho biết sẽ gia nhập thị trường game di động đang bùng nổ trước xu hướng người dùng ngày càng chuyển sang những loại game đơn giản và miễn phí trên nền tảng di động. Nintendo cho biết sẽ tung ra thêm 4 game di động trong năm nay để đối phó với mảng máy chơi game đang gặp khó khăn. Trong phiên giao dịch ngày 6 tháng 7, cổ phiếu của Nintendo đã tăng mạnh 9% lên mức cao nhất trong vòng 2 tháng. Thưa quý vị, rạng sáng ngày hôm nay, siêu bão Nepatak đã tiến vào miền Đông Đài Loan, gây thương vong cho hàng chục người và thiệt hại nặng nề. Siêu bão Nepatak đổ bộ vào Đài Loan hôm nay khiến cho 15.400 người phải sơ tán, có ít nhất 1 người chết và 66 người bị thương. Đường dây điện bị tê liệt ảnh hưởng đến gần 188.000 hộ dân, hơn 300 chuyến bay quốc tế và 254 chuyến bay nội địa bị hủy. Siêu bão Nepatak là cơn bão mạnh cấp 5, nghĩa là cấp cao nhất. Cơ quan khí tượng dự báo khi bão tiến lên Trung Quốc thì sẽ giảm cường độ thành áp thấp nhiệt đới. Vào năm 2009 thì bão Morakot mạnh tương tự đã khiến cho 700 người chết và gây thiệt hại lên đến 3 tỷ đô la. Thưa quý vị, hôm qua thì nhà sản xuất điện thoại thông minh của Ấn Độ là Ringing Bells vừa thông báo là đã bắt đầu bán chiếc smartphone rẻ nhất thế giới chỉ với 4 đô la Mỹ. Chiếc smartphone Freedom được Ringing Bell trình làng từ hồi tháng 2 đầu năm với mức giá chỉ 4 đô la Mỹ. Đây hiện đang là chiếc smartphone chạy hệ điều hành Android có giá rẻ nhất trên thế giới. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 7, công ty sẽ cho phân phối chiếc điện thoại này ra thị trường quốc tế. Trong giai đoạn đầu, chúng tôi sẽ phát hành khoảng 5.000 chiếc điện thoại. Chúng tôi đã có đơn đặt hàng lên đến 200.000 chiếc và chúng tôi sẽ bán trước 5.000 chiếc cả trên kênh trực tuyến và bán ngoài cửa hàng. Ấn Độ hiện đang là thị trường điện thoại thông minh tăng trưởng nhanh hàng đầu ở châu Á. Trong năm 2015, thị trường này đã bán được 103,6 triệu smartphone. Hầu hết người Ấn Độ đều dùng smartphone giá rẻ dưới 200 đô la Mỹ. Nếu tính trung bình 1 trong 10 người Ấn Độ sử dụng điện thoại di động, thì tiềm năng của thị trường này là vô cùng to lớn. Các nhãn hiệu điện thoại trong và ngoài nước đều cạnh tranh nhau để đưa ra các loại điện thoại di động giá rẻ dưới 25 đô la Mỹ để kích thích người tiêu dùng ở quốc gia đông dân này. Thưa quý vị, sau phút giải lao, bản tin sẽ quay trở lại và cập nhật quý vị các thông tin nổi bật sau đây. Bộ Công Thương chính thức điều tra tôm màu nhập khẩu có nguồn gốc từ Trung Quốc. Hơn 40% ngân hàng sẽ tuyển thêm lao động trong quý 3 năm nay.